Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Bên em mới về, bọn em là 126 này. Đấy, các bác mà nhiều bác hỏi là 126 thì bên em mới về rồi nhá. Thì em này thì bọn em quay rất là nhiều rồi nên là em hôm nay em không quay em video này nữa. Em là 126 này nữa. Mình quay nhiều rồi thì mình sẽ quay những dòng khác cho nó gọi là phong phú các video ấy bác. Đây. Hôm nay em sẽ quay em này, Yanma FX 305. Em này mới về luôn. Em thấy nó được xếp sẵn ở đây luôn thì cũng là khá là dòng máy lớn ấy. Nhiều bác cũng hỏi ấy. Em quay dòng này trước cho các bác xem này. FX 305. Yanma FX 305 thì nó sẽ là 30 mã lực các bác nhé. Máy 30 mã lực. Đây, power steering này. Máy có trợ lực lái đây ạ. Đó, trợ lực lái này, dẫn động 4WD luôn. Máy em này mới về luôn này. Đó, lốp trước đi, em cho các bác xem phần lốp trước trước. Lốp trước bị mòn nhưng mà chưa nứt, bị mòn nhiều, chưa có một vết nứt nào luôn nhá. Đây, lốp 8-16 này các bạn này. Đấy, thông số lốp 8-16 nhá. Lốp sau đi, lốp sau này. Lốp sau thì không bị mòn bằng lốp trước. Nhưng mà em này cũng bị mòn. Đôi lốp bị mòn nhiều. Các bác không thích thì có thể đổi lốp khác nhá. Nhưng mà không bị lứt luôn, nên là dùng thoải mái luôn đó các bạn. Không vấn đề gì luôn. 12.4-28 này các bác này. Đôi lốp của nó đây, nhìn tổng quan sơ bộ của nó đây, lốp không hề bị mòn luôn. Chắc ở bên Nhật họ không đi nước nhiều. Đây, phần đùi sau, phần đùi sau của nó đây các bạn này, cực kỳ đẹp luôn. Dòng máy Yanma thì nói chung động cơ, về động cơ máy móc của nó thì không điểm gì phải chê cả, bởi vì nó thuộc dòng vô cùng bền đấy các bạn, gọi là máy móc bền bỉ ấy. Đó, làm việc thoải mái nhá. Đừng để một cái lốp ở đây ngã luôn. Đây có một cái đèn sau này, nhìn máy móc rất là đẹp luôn. Em này chắc phải mới đến tầm 90% đấy các bạn. Ghế này thì là ghế không phải theo máy, ghế bọn em lắp lên đó. Này, từ cái phần đế cao su của nó này các bác này, nhìn cũng không hề bị mòn luôn ấy. Đấy, nó vẫn đẹp như này các bạn. Đây, thay tẹo lỗi bảo hoàng đặt lên đây đánh máy hộ cái nhá. Đây, số tầng này các bác này, tầng nhanh chậm đấy đó. Đây, tần số của nó đây, nâng hạ dàn phay đây, nhiều thông số. Bảng tiếng Nhật vẫn rất là rõ ràng luôn đây này các bác này. Đấy nhá, rất là kèm theo đèn luôn. Đây, em xem cho phần lắp của nó. Nắp bình dầu, thùng nhiên liệu. Chắc là em này chứa được nhiều lắm này. Em xem phần số giờ này. Chạy được hơn 1.000 giờ nhá các nhá. Dòng Yanma đây. Em thử bật nó lên xem nó có bình ắc quy lên chưa. À đây, em này có sẵn bình ắc quy rồi nên là bật lên nó sáng luôn này. Đề cái nó nổ luôn. Lát nữa em nhờ các bạn đánh nó cho. Đấy, và đồng hồ của nó đấy. Nói chung là bên em nhiều dòng Yanma với lại dòng Kuta là chủ yếu. Thì dòng Yanma cũng rất là phổ thông luôn, phù hợp với địa hình bên Việt Nam nhé các bác nhé. Mà giá thành của nó thì khá là ok. Mình mua dòng Nhật bãi thì mua những em dòng này chạy được rất là nhiều luôn đấy các bạn. Tại vì mã lực nó lớn mà, 30
mã lực chạy thoải mái luôn. Đây nhá các bác nhá, BTO 4 tốc độ luôn đây nhá. BTO thì để nằm ở bên dưới này, mọi chức năng của nó vẫn đầy đủ như một cái máy ấy. Hoạt động trơn tru đầy đủ luôn, cày bừa kéo sới này, nhìn phần cầu của nó đây, cầu xịn luôn, ốc ếch nguyên zin nguyên bản luôn, mà cầu cực kỳ khô ráo luôn nhá. Đó, đây cho các bác xem phần cầm này, cầm cao thoải mái vượt lầy luôn. Nói chung là nó chỉ bị những cái vết dỉ sét rất là nhỏ vậy hết thôi, chứ còn về máy móc ốc ếch thì nó nguyên luôn, chưa động chạm móc má gì hết luôn đâu các bác ạ. Đó, máy của nó rất là đẹp luôn nhá. Đoạn này hơi chặt để em nhờ các bạn đấy đánh ra ngoài cho. Em nhờ bạn đấy đánh lên cho các bác xem đây. Đấy, máy móc về sẵn chỉ cho ắc quy vào cái là nổ nó luôn nhá. Em nói chung là toàn hàng đẹp rồi nên là các bác không cần phải lăn tăn nhiều về hàng hóa. Thôi, dừng đi. Đấy, mở lốp nó ra cho chị. Mở lắp nó ra cho chị, để chị cho mọi người xem động cơ luôn. Đây, phần động cơ bên trong của nó đây các bạn, cách nghe tiếng, nghe êm cực luôn ấy, nghe êm mà đứng bên cạnh rất là không như những em khác, không kiểu em thử ga nó lên cho chị một chút, xem cái phần ống khói á, phần ống khói được thiết kế ở bên trong này đây. Rất là hiện đại mà nó kiểu không hề tốn diện tích ấy. Em thấy cái phần ống khói trong đây rất là đẹp luôn ấy. Đó, đây cho các bác xem thử này. Rồi, phải tắt đi để cho các bác xem qua cho chị. Tắt nó đi cho các bác xem nhìn cho kỹ này. Đây, động cơ 4 máy luôn này các bác này. Máy móc chạy 4 máy chạy cực khỏe luôn. Đó, nó chỉ bị xước những cái vết sơn thôi các ơi, tại vì nó là máy cũ mà, nó chỉ bị xước những cái sơn này thôi, chứ còn phần động cơ của nó nguyên si đây nhá, nguyên zin đây nhá. Đó, thì nói chung bọn em và các bác đến chọn mua máy thì bọn em chỉ cần thay lọc thay nhớt bình thường là về các bác sẵn làm luôn rồi, không cần, không có gì, không cần phải bảo dưỡng nhiều luôn ấy. Dòng gian ma này nó ít hỏng đấy. Động cơ bên trong này đấy, cái phần ống khói rất là xịn sò, nằm im bên trong thân máy như này này, không hề tốn diện tích luôn. Mình kiểu không lo vướng víu gì các bác. Đó, đây để em cho các bác xem lúc lẫy nó hơi chập ở bên kia, cho các bác xem phần dưới này, phần động cơ bên dưới này của nó này. Rồi, bên nào cũng như bên nào luôn, động cơ bên nào cũng như bên nào, nguyên từng những con ốc một luôn. Đó, phần gầm của nó đây. Đó, đây phần này đây, lên từ đằng này đây, ga chân ga tay đây. Rồi, phần lốp bên này này, nhìn nghiêng nó còn vẫn còn cái những cái phần gai đây này các bạn này. Đó, lốp này vẫn còn đẹp luôn ấy, bên này còn không bị mòn nhiều như bên kia. Đó, rồi đó, rồi em quay qua một lượt cho các bác xem như thế nhá. Nếu mà các bác có yêu thích dòng này có thể để lại bình luận, hoặc là để lại số điện thoại, hoặc là liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Bên em sẽ gọi điện và báo giá trực tiếp cho, còn bên em không báo giá trên mạng ạ. Đây, ở đây luôn đi, xong rồi. Nên các bác thông cảm giúp bọn em nhé.
Rồi. Các bác có thích em nào khác thì có thể để lại bình luận, em sẽ quay cho các bác xem nhá. Rồi ạ. Xin chào các bác.